Sáng hội Kim My Jung Foundation trân trọng thông báo, nhằm mục đích hỗ trợ đến những gia đình người Việt đồng hương vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đang lâm vào gia cảnh kinh tế khốn khó vì đại dịch Trung Cộng Vũ Hán, còn gọi là COVID-19. Tổ chức bất vụ lợi Kim My Jung Foundation với sự hợp tác của Nhà Việt Nam, hệ thống truyền hình, truyền thanh VATV, Việt DC Radio, Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, Hoa Thịnh Đốn Việt Báo sẽ thực hiện chương trình trợ cấp sau đây. Số gia đình được trợ cấp là 50 gia đình, ưu tiên theo thứ tự nộp đơn, và số tiền trợ cấp cho mỗi gia đình là 1.000 Mỹ Kim. Điều kiện hợp lệ, thứ nhất, chủ gia đình làm việc với mức lương tối thiểu mỗi giờ và đang bị mất việc vì nạn dịch. Thứ hai, là cư dân hiện cư ngụ và làm việc trong vùng Hoa Thịnh Đốn thuộc tiểu bang Virginia, Maryland và Washington, D.C. Thủ tục nộp đơn, xin quý vị cung cấp những giấy tờ sau đây. Thứ nhất, một thơ đứng tên bởi chủ gia đình, cho biết tình trạng gia đình và số thành viên trong gia đình, số con vị thành niên dưới 18 tuổi sống cùng với gia đình. Thứ hai, là phó bản biên nhận tiền lương được lãnh ở tháng cuối cùng, còn gọi là pay stub, chứng tỏ làm việc với mức lương tối thiểu mỗi giờ, minimum hourly rate. Thứ ba, chứng nhận bị mất việc bởi chủ sở vì tình trạng bệnh dịch Vũ Hán, Trung Cộng. Và thứ tư, hai thơ giới thiệu tình trạng gia cảnh với tên người giới thiệu, địa chỉ nhà, địa chỉ điện thư, tức email address và số phone. Phương cách nộp đơn, xin quý vị nộp đơn bằng cách gửi qua computer, xin vào trang nhà thekimmyjungfoundation.org và click vào dòng chữ xanh lá cây Kim My Jung Foundation supports the victims of Wuhan virus. Hoặc quý vị có thể gửi bằng bưu điện về địa chỉ VATV 6329 Arlington Boulevard, Unit B, Fort Church, Virginia 22044. Xin nhắc lại, quý vị có thể gửi bằng bưu điện về địa chỉ VATV 6329 Arlington Boulevard, Unit B, Fort Church, Virginia 22044. Hạn chót nộp đơn là ngày 10 tháng 4 năm 2020. Xin nhắc lại, hạn chót nộp đơn là ngày 10 tháng 4 năm 2020. Nếu quý vị gửi bằng bưu điện, sẽ căn cứ ngày gửi theo dấu bưu điện. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Võ Thành Nhân, số điện thoại 301-257-8496. Cô Lê Thị Nhị, số điện thoại 240-401-8698. Và ông Công Tùng, số điện thoại 202-656-8438.